Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức được cập nhật liên tục 24 giờ qua. Phương Anh thay mặt cho ban biên tập xin được kính chúc quý vị ngày mới có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Nóng rực, giá vàng liên tiếp phá kỷ lục, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Biết ngay, kẻo hối hận. Thưa quý vị, thị trường trong nước suốt những ngày qua dậy sóng liên hồi bởi giá vàng lên như diều gặp gió, xô đổ mọi kỷ lục lịch sử và chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này cũng báo hiệu hàng loạt biến động sắp tới mà thiệt hại đổ hết lên người dân. Không phải ngẫu nhiên mà 2023 trở thành điểm đỏ cho mọi giao dịch cố định. Điều khủng khiếp liên quan tới vàng sắp đến, buộc người mua phải hiểu rõ quy luật, kẻo hối hận không kịp. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Tính tới hôm nay, giá vàng vẫn liên tục biến động. Từ sáng tới chiều, giá nhảy múa 5 lần. Chỉ trong một buổi sáng, mỗi lượng vàng miếng tăng 800.000 đồng ở chiều thu mua và 1 triệu đồng ở chiều bán ra. Mức giá kỷ lục của vàng là 74,4 triệu đồng một lượng, được thiết lập hồi tháng 3 năm ngoái. Mức giá này đã xô đổ mọi kỷ lục để lên mức cao nhất trong lịch sử của giá vàng. Đáng nói, so với thời điểm đầu năm thì hiện giá vàng SJC đã tăng tới hơn chục triệu đồng mỗi lượng. Cùng lúc, tổ chức cung cấp dữ liệu và đào tạo giao dịch lạc quan về vàng khi cho rằng kim loại quý này đang chuẩn bị tâm thế cho một đợt tăng giá vào dịp Giáng sinh sắp tới, thậm chí cho rằng kim loại quý sẽ lập đỉnh mới trong năm 2024. Nguyên nhân đầu tiên là về địa chính trị. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài thời gian qua vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Và gần đây là xung đột giữa Israel, dù đã có lệnh ngừng chiến nhưng chưa rõ ràng. Khi tình hình địa chính trị căng thẳng, sẽ ảnh hưởng kinh tế thế giới, giá dầu và trong bối cảnh này, một số ngân hàng, các quỹ đầu tư chuyển sang xu hướng thận trọng hơn, sẽ đổ vốn vào vàng. Vàng thường là nơi trú ẩn an toàn khi địa chính trị ở một số quốc gia bấp bênh. Nhu cầu về vàng trang sức dịp cuối năm cũng tăng cao ở một số nước như Mỹ, khu vực châu Âu hay châu Á, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam cũng đang vào mùa cưới. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông cũng đang thúc đẩy giá vàng, vốn được xem là một tài sản trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn. Các ngân hàng trung ương nằm trong số những người mua vàng nhiều nhất trong vài năm qua, trong đó đứng đầu là Trung Quốc, tiếp đến là Ba Lan và Singapore. Quan trọng không kém là nhu cầu mua vào vàng của ngân hàng trung ương các nước. Tính đến quý 3 năm 2023, ngân hàng trung ương các nước đã mua vào khoảng 800 tấn và có thể vượt 1.000 tấn trong năm nay. Trong đó, riêng Trung Quốc đã đều đặn mua vào vàng hàng tháng. Ước tính, quốc gia này đã mua vào khoảng 170 tấn vàng trong 3 quý đầu năm. Nguồn cung vàng ổn định hoặc không tăng trong khi nhu cầu tăng, thúc đẩy giá vàng lên vùng kỷ lục. Nhiều dự báo cho thấy giá kim loại quý này có thể tiếp tục đà tăng trong 1 đến 2 tháng tới, phá vỡ vùng đỉnh lịch sử. Vàng đang lấp lánh đầy hấp dẫn khi giá cao kỷ lục trong khoảng 7 tháng khi thị trường gia tăng kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm tới. Yếu tố thúc đẩy triển vọng đối với kim loại quý vốn có lãi suất bằng không. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại đang tiếp thêm động lực cho một cơn bão hoàn hảo đối với vàng. Định vị kim loại quý này là một trong những hàng hóa hoạt động tốt nhất trong năm 2023. Chỉ số đô la index đang hướng tới tháng giảm mạnh nhất trong năm nay. Đô la Mỹ yếu đi khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các ngoại tệ khác. Cũng hỗ trợ giá vàng là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, giúp tăng sức hấp dẫn của vàng. Giá vàng thế giới tăng mạnh trong vài tuần qua, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu ngừng chu kỳ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 và những tháng tới, và có thể bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ giữa năm 2024. Việc Fed dừng tăng lãi suất cho thấy chính sách tiền tệ của nước này đã bắt đầu chuyển sang nới lỏng hơn, giúp giá vàng hưởng lợi. Ở trong nước, giá vàng SJC vượt 72 triệu đồng một lượng và đang ở vùng cao nhất trong nhiều tháng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K, các loại đang ở vùng cao nhất từ trước đến nay. Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường vàng gần đây là dù giá vàng trong nước ở vùng lịch sử, nhưng không có tình trạng xếp hàng mua vàng như trước, nhu cầu mua vàng cũng không đột biến khi kinh tế khó khăn. Nếu nhìn về mặt kỹ thuật, giá vàng ở vùng đỉnh này rất ít người dám mua vào vì sợ rủi ro đảo chiều bất cứ khi nào. Đổi lại, những người có vàng thì thường nắm giữ, chứ ít bán ra hoặc mua thêm. Một số quan điểm cho rằng, dòng tiền chuyển từ chứng khoán bất động sản hoặc cả tiền gửi tiết kiệm chảy sang mua vàng, nhưng số này không nhiều vì giá đang quá cao. Riêng với vàng nhẫn, vàng trang sức 24K thì có lý do đáng chú ý hơn. Năm 2023, cơ quan chức năng đẩy mạnh ngăn chặn buôn lậu vàng nên các doanh nghiệp không dám mua vàng trôi nổi trên thị trường như trước vì sợ mua phải vàng lậu. Vàng nguyên liệu không được cấp phép nhập khẩu để gia công vàng trang sức, vàng nhẫn cũng góp phần đẩy giá vàng tăng khi nhu cầu nhích lên. Để giải bài toán cho vàng nhẫn, vàng trang sức thiếu nguyên liệu, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số công ty vàng lớn như SJC, PNG, Doji đã nhiều lần kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu vàng nguyên liệu
khoảng 1,5 tấn, tương đương lượng ngoại tệ cần khoảng 750 triệu đô la Mỹ. Lượng vàng nguyên liệu này đủ để tăng nguồn cung cho vàng trang sức, vàng nhẫn, đáp ứng nhu cầu trong nước và thu hẹp khoảng cách với giá thế giới, nhưng chưa được chấp thuận. Rúng động, truy nã đỏ 7 cựu chủ tịch ngân hàng vụ Vạn Thịnh Phát, rỉa đến 30.000 tỷ ngân sách. Bộ Công an ban chiếu chỉ gặp là bắt, công bố cả số hotline. Dân khóc nghẹn, dành dụng cả đời mất trắng rồi sao? Thưa quý vị, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân sách, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân sách xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, viết tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Những người bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Sun Henry Kajian, thành viên Hội đồng Quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc, Lam Lee Dọc Giờ, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. 7 người này bị xác định liên quan vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân sách, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Vụ Vạn Thịnh Phát cùng với các bê bối khác như AIC, FLC, đăng kiểm được xếp vào các vụ án trọng điểm, được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải xử lý dứt điểm và được cho là sẽ kết thúc điều tra, truy tố xét xử trong năm 2023. Tuy nhiên, thời điểm cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, 7 bị can đã bỏ trốn, không rõ tung tích. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với 2 cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB và 5 người khác cũng là cựu lãnh đạo, nhân viên của ngân hàng này. Bộ Công an thông báo tới mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi biết phát hiện 7 bị can trên có thể bắt giữ hoặc báo tin cho điều tra viên Hoàng Hà qua số điện thoại hoặc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, địa chỉ Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án. Tại buổi họp báo của Bộ Công an đầu tháng 10, cơ quan điều tra thông tin kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Theo C03, đây là số bị hại rất lớn, nhưng đến nay mới chỉ gần một nửa số này đến làm việc với công an. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị tổ chức có liên quan bị C03 khởi tố hồi tháng 10 năm 2022 đã lên tới 39 bị can. Trong đó, ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, phía C03 cũng khởi tố bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Winsor, bà Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Biểu Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Hồng sau đó được báo chí đưa tin là qua đời, nhưng chỉ vài đồng hồ sau, tin tức này bị gỡ bỏ. Việc tỷ phú Trương Mỹ Lan bị bắt giữ đã dẫn đến việc người dân ồ ạt kéo đến các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB để rút tiền vì nghi vấn bà Lan có chân trong hội đồng quản trị của ngân hàng này. Tuy nhiên, SCB đã ra thông cáo bác bỏ. Ngay từ điểm đó, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn để giữ ổn định tình hình. Sau đó, ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước quyết định đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, C03 cho biết đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, tuy nhiên không nêu rõ danh tính. Tới tháng 3 năm 2023, C03 đã khởi tố thêm 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành do cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chủ trì. Trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm trưởng đoàn. Bà Nhàn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tới ngày 25 tháng 10, thêm 7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị khởi tố, bắt tạm giam và ra lệnh truy nã vào 29 tháng 10, nâng số bị can trong đại án Vạn Thịnh Phát lên 39 người. Tuy nhiên, dù gọi là nhà đầu tư, nhưng rất nhiều người bị hại cho rằng mình thành nhà đầu tư bất đắc dĩ, bởi lẽ ngay từ đầu họ không nhận thức được việc mình bỏ tiền ra làm mua trái phiếu, chứ không phải bỏ tiền vô tài khoản tiết kiệm.